Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Đăng Ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Bến Tre khai mạc hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó cho chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Hải Phòng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố khai mạc Đại giới đàn Phật lịch 2564. Kiên Giang, đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường thăm văn phòng Ban trị sự tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ đạo Phật ngày nay cúng dường trai tăng mùa an cư kiết hạ tại chùa Giác Ngộ. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 17 tháng 6, tại khách sạn Việt Úc, số 144 đường Hùng Vương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó cho chức sắc tôn giáo. Tham dự khai mạc hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban tôn giáo, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến sĩ Nguyễn Bảo Thạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, giáo sư Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Quốc gia về Biến đổi Khí hậu. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre có Đại Đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, Sư cô Thích Nữ Như Nguyệt, Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Trung Hòa, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Pháp Thông, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, Ni Sư Thích Nữ Như Uyên, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Phó Ban Chánh Thư ký Phân Ban Ni Giới tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, thành viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre tham dự. Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh đã trình bày tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam, tổng quan các chính sách pháp luật, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, vai trò và việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường đến với cộng đồng khi tham gia thực hiện tốt việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Tiếp đến, ông Phạm Văn Tấn chia sẻ về tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động tích cực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị tập huấn lần này nhằm cập nhật, trao đổi, thảo luận về các kiến thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ hiệu ứng nhà kính, phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen của cộng đồng vì sự phát triển bền vững của đất nước. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Phúc Linh đã gửi lời tri ân đến quý đại biểu tham dự và bày tỏ sự vui mừng, vinh dự được đón tiếp Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở về tỉnh tổ chức. Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Theo ông, những kiến thức tại khóa tập huấn sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ông chia sẻ. Trong cái đợt hạn mặn này thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã nhận được cái sự đồng hành rồi cũng như cái sự đồng thuận rất lớn từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre để cùng với ban trực trong việc tuyên truyền vận động người dân, nhất là những tín đồ, để cùng những thực hiện những cái giải pháp mà cấp bách của tỉnh nhà đề ra để trong thực hiện mà phòng chống cái thiên tai hạn mặn, mà cụ thể là vận động tín đồ cũng như người dân là thực hiện cái việc mà trữ nước mưa, trữ nước ngọt, rồi san sẻ những cái nguồn nước hiện có trong dân để cho người này có cùng nhau sử dụng. Cái thứ ba nữa là Ban trị sự đã phát động và vận động cái nguồn lực xã hội để hỗ trợ tặng cái dụng cụ chứa nước cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh nhà. Cái thứ tư nữa là Ban trị sự và các cái cơ sở thờ tự đã vận động chở các cái nguồn nước ngoài tỉnh về để cấp nước cho người dân, cấp nước cho người dân tỉnh Bến Tre. Rồi sau đó vận động gạo, nhu yếu phẩm hay là các cái hệ thống máy lọc nước
để làm sao vừa có nhu phẩm vừa có nước ngọt để người dân phục vụ. Thì chúng tôi rất là cảm kích cái sự đồng hành hỗ trợ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre trong cái đợt mà phải nói tỉnh nhà phải chịu cái hạn mặn này. Và tới giờ này có thể sự đồng hành đó đã giúp cho người dân Bến Tre cũng như là tỉnh nhà đã cơ bản vượt qua được cái thiên tai mà có thể nói là xâm nhập mặn này cũng như là cái dịch bệnh Covid-19. Là một trong cái tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, thì trong thời gian tới và trong giai đoạn tới thì tỉnh Bến Tre, như chúng ta biết hôm nay qua lớp tập huấn này thì chúng ta biết là tỉnh Bến Tre sẽ phải tiếp nhận trong cái việc mà phòng chống cái thiên tai do cái sự biến đổi khí hậu. Thì mong muốn là Ban trị sự sẽ luôn luôn đồng hành để trong cái việc mà tuyên truyền vận động người dân mình để phòng chống cái biến đổi khí hậu, và qua những việc làm cụ thể, thứ nhất là cái hưởng ứng là kêu gọi là phát động của người dân trữ nước mưa nước ngọt trong cái đợt mùa mưa này để làm sao mà cái mùa khô sang năm không còn thiếu nước nữa. Cái thứ hai nữa là phát động để kêu gọi người dân là ngoài trữ nước sinh hoạt cũng phải là đắp đê ngăn mưa ngăn mặn để làm sao trữ nước trong cái sản xuất nông nghiệp. Đó. Cái thứ ba nữa là cũng phải vận động cùng với để kêu gọi người dân, thứ nhất là tín đồ mình cũng nghiên cứu để thay đổi tâm thế trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi để làm sao nó thích ứng cái biến đổi khí hậu mà nó phù hợp nhất từng vùng, mà theo như cái sự định hướng gợi ý của cơ quan các cấp trong việc mà hỗ trợ cho người dân trong phát triển nông nghiệp. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong là bởi vì sau cái hạn mặn này thì cũng còn rất nhiều người nghèo sẽ bị ảnh hưởng, dù hạn mặn bây giờ nó kết thúc nhưng điều cái ảnh hưởng, cái hệ quả còn lại sẽ rất khó, cho nên rất mong sự đồng hành để làm sao về công tác an sinh xã hội giúp cho người dân có cái điều kiện về nhu yếu phẩm để họ có cái điều kiện vượt qua cái khó khăn này để dần dần ổn định cuộc sống cũng như là dần dần thoát nghèo để phát triển ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cũng đã trình bày sơ bộ về vị trí địa lý của tỉnh Bến Tre và báo cáo sơ lược về thực trạng người dân trong tỉnh phải gánh chịu thiệt hại, tổn thương lớn về môi trường, sản xuất, kinh tế do hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra trong nhiều năm qua. Sau phần khai mạc, các đại biểu đã lắng nghe Tiến sĩ Bảo Thạnh trình bày khái quát về biến đổi khí hậu, khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kịch bản biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp đến, đại biểu tiếp tục được giáo sư Trần Thục chia sẻ hai đề tài: chính sách quốc tế về biến đổi khí hậu, những nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, quan điểm của tôn giáo về biến đổi khí hậu và vai trò của tổ chức tôn giáo trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại biểu Hiền Pháp Lữ Minh Châu đã trình bày kinh nghiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến với hội nghị. Kết thúc ngày đầu tiên của hội nghị, đại biểu tham dự hội nghị đã nắm bắt được nhiều thông tin của vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề hết sức bức thiết, không chỉ đối với Việt Nam mà là vấn đề thời sự của toàn thế giới. Đại Đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre có những chia sẻ. Đối với công tác của Phật sự tỉnh Bến Tre thì gắn liền với cái công cuộc xây dựng đổi mới của đất nước. Một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chịu sự ảnh hưởng của hạn mặn và biến đổi khí hậu rất lớn. Giống như hạn mặn năm 2019 thì nạn xâm nhập mặn đến sớm hơn mỗi khi 2 tháng. Và đầu năm 2020 bà con của chúng ta thiệt hại rất lớn. Thì tỉnh Bến Tre gồm có 8 huyện và 1 thành phố. Giống như mọi khi thì huyện Chợ Lách không bao giờ bị xâm nhập mặn, và năm nay toàn bộ là bị thiệt hại theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp. Thì chúng ta có thể thiệt hại hàng nông sản trên 65% và một số cây thì không có khả năng hồi phục. Thì qua cái triển khai hội nghị của Mặt trận Tổ quốc về chương trình biến đổi khí hậu của khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Bến Tre, thì chúng tôi nhận thức rằng mỗi người phải có một ý thức bảo vệ môi trường và cùng cộng sự với các cơ quan, nhất là Sở Nông nghiệp, để cho chúng ta, đất nước của chúng ta và tỉnh của chúng ta giảm thiệt hại. Thì điều đó rất là quan trọng. Thì trong mỗi chức sắc, mỗi tín đồ và những Phật tử thì chúng ta cần phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và luôn bảo vệ, thì điều đó là điều tốt nhất. Sau khi tham gia cái khóa tập huấn này thì đa số 10 vị
đều là thành viên của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sẽ triển khai trong cái khóa nghiệp vụ trụ trì sắp tới của năm 2020 và trong cái phiên họp của Thường trực để báo cáo cụ thể để cho Thường trực Phật giáo tỉnh sẽ triển khai về các huyện và các cơ sở tự viện để áp dụng vào cuộc sống và từng cơ sở ban trị sự cũng như các cơ sở tự viện cùng hưởng ứng chương trình biến đổi khí hậu quốc gia và bảo vệ môi trường trong đời sống của tăng ni cũng như Phật tử tại địa phương. Đảng và nhà nước rất cần sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng, mà các tôn giáo là một bộ phận quan trọng có ảnh hưởng lớn, mang đến hiệu quả cao trong việc thúc đẩy, phát huy vai trò các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Quý vị thân mến, sáng qua ngày 17 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã long trọng khai mạc Đại giới đàn Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, chùa Hàng, số 121, đường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Lễ khai mạc Đại giới đàn dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Chư Tôn Đức Tôn Chứng, Ni trưởng Thích Đàm Hiền, Ni sư Thích Đàm Kiên, Ni sư Thích Tâm Chính. Trước khi chính thức tiến hành giới đàn truyền giới, hội đồng giới sư, tôn chứng sư và các giới tử đã trang nghiêm thành kính niềm hương lễ Phật, lễ tổ tại chính điện và tổ đường chùa Hàng. Trước đó vào ngày 24 tháng 5, hội đồng giới sư đã tổ chức khảo hạch các giới tử. Đàn giới lần này có số lượng là 39 giới tử, thọ tỷ kheo 12 vị, tỷ kheo ni 13 vị, sa di 5 vị và sa di ni 9 vị. Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết, các giới tử đều khảo hạch nhằm trang nghiêm luật Phật chế, đảm bảo cho hoạt động Phật sự được tốt và có tư lương làm hành trang phụng sự đạo Pháp. Với sự cố gắng tu học từ các giới tử, nên giới đàn này các hành giả đã trải qua các chương trình từ trung cấp Phật học trở lên. Mặc dù là tăng ni thì không đông, có trên 300 vị một tí thôi. Nhưng được sự quan tâm của Trung ương Giáo hội thì năm nay đàn giới cũng tất cả 39 giới tử. Ở trong đó thì có 12 vị tỷ khiêu tăng, 13 vị tỷ khiêu ni. Đây là cái lớp hậu bị của Giáo hội Hải Phòng. Che già thì măng mọc. Tôi thấy là nhiều năm nay rồi. Năm nay mới là có một cái đàn giới mà được đông giới tử như thế này. Đây là một cái điểm rất là tốt cho Phật Pháp. Nhìn chung tất cả các giới tử ở đây đều là đang học trung cấp Phật học. Có những vị đã tốt nghiệp ra trường nhưng mà hầu hết là đang học trung cấp. Riêng Phật giáo Hải Phòng là phổ cập, tất cả tăng ni đều đã qua trung cấp hết. Cho nên chất lượng giới tử thì qua kiểm tra đều là đạt lại khá giỏi cả. Sau khi các giới tử được thụ giới, ban tổ chức đại giới đàn cùng toàn thể chư tăng ni, giới tử đồng cung kính lắng nghe lời đạo từ cao quý của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, sách tấn các vị giới tử luôn tinh tấn tu học, trau dồi trí đức, thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật để xứng đáng là sứ giả Như Lai. Nhân chuyến tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo thuộc 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phái đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường đã thăm văn phòng Ban trị sự tỉnh tại chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào chiều ngày 16 tháng 6 vừa qua. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó trưởng Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, Thượng tọa Danh Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó giám viện chùa Phật Quang. Ngoài ra còn có Chư Tôn Đức thường trực trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng chư tăng chùa Phật Quang. Về phía phái đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên ban chỉ đạo chương trình phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Phạm Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giáo sư Trần Thục,
Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi Khí hậu, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Tiến sĩ Bảo Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, trụ trì chùa Phật Quang, Đại đức Thích Tuệ Giải báo cáo khái quát hoạt động của Giáo hội và chùa Phật Quang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến phái đoàn đã đến thăm. Ngoài ra, Đại đức cũng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức buổi tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, qua đó giúp cho mọi người có thêm kiến thức khoa học cũng như kỹ năng để đối phó với biến đổi khí hậu. Trao đổi với đoàn, Thượng tọa Thích Phước Thắng đã giải đáp một số vấn đề của phái đoàn về vô thường và phát âm trong Phật giáo, giúp mọi người hiểu rõ hơn về chân lý của Đức Phật là hướng tới chân, thiện, mỹ và lòng từ bi với chúng sinh. Cũng tại buổi tiếp, Thượng tọa Danh Liêm cũng đã nói rõ về Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang. Cũng tại chuyến thăm phái đoàn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường đã có buổi trao đổi cùng Chư Tôn Đức thường trực trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về những vấn đề bảo vệ môi trường cũng như cách tuyên truyền đến Phật tử về vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm chung tay giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường. Tại đây, phái đoàn cũng đã lễ Phật và gửi tặng phần quà đến Ban trị sự tỉnh. Chuyến thăm kết thúc trong niềm vui của mọi người trong đoàn và niềm hoan hỷ của Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự. Thưa quý vị, nhằm tạo duyên để quý Phật tử thể hiện lòng tôn kính với Tam Bảo, gieo trồng phước điền, hôm qua ngày 17 tháng 6, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tổ chức cúng dường trai tăng nhân mùa an cư kiết hạ tại chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ được sự chứng dự của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ cùng toàn thể tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và hơn 80 Phật tử đồng tham dự. Mở đầu là thời tụng kinh Người Áo Trắng trong nghi thức kinh Phật căn bản do Thượng tọa trụ trì soạn dịch. Sau đó, Phật tử Pháp Đức đại diện Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch đến Chư Tôn Đức. An cư kiết hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo, là dịp để tăng ni tập trung tu học, trao dồi tam vô lậu học, tinh tấn đạo nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc người Phật tử quay về hộ trì Tam Bảo, là cơ hội gieo duyên lành. Phật tử đạo tràng chùa Giác Ngộ thành kính cúng dường Tam Bảo và mười phương chư Phật bằng tất cả tấm lòng thành kính, thanh tịnh. Nguyện cầu Phật Pháp trường lưu mãi, chân lý sáng soi, Chư Tôn Đức thân khỏe tâm an, nguyện cho tất cả chúng sinh đều bình an. Đáp lại tấm lòng của quý thiện nam tín nữ, Thượng tọa Thích Nhật Từ có lời tán dương công đức, ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay phụng sự duyên cùng tất cả quý Phật tử đang hiện diện, nhờ có tính hệ thống, tính bài bản, thống nhất cao mà mô hình hoạt động Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong suốt 7 năm qua đã tạo được tiếng vang và được nhiều nơi áp dụng. Sự đóng góp to lớn từ việc tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực đã làm nên sự thành công viên mãn cho các Phật sự, thiện sự. Thượng tọa trụ trì cũng động viên các quý mạnh thường quân dốc hết sức lực phát triển kinh tế sau mùa dịch, cũng như khuyến khích tham gia các khóa tu và lớp học Phật Pháp tại Bổn Tự. Dịp này, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng điểm qua tình hình kiến thiết chùa Quan Âm Đồng Hải, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hiện thời và mong mỏi nhận được sự ủng hộ từ bá tánh thập phương cho Phật sự này thành tựu viên mãn. Quý vị thân mến, với ý nguyện tạo ra một môi trường thiện lành để các bạn trẻ có cơ hội thực tập sự hiểu và thương trên tinh thần lời dạy của Đức Phật, trong những ngày này, tại chốn thiền môn khắp mọi miền Tổ quốc đang tất bật những công việc để chuẩn bị cho hoạt động tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ. Khóa tu mùa hè thực sự mang lại rất nhiều bổ ích cho các bạn tham gia. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi cảm nhận của Phật tử Lương Đình Khoa, ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về mái nhà khóa tu mùa hè Trúc Hạ Vươn Mình tại chùa Địa Tạng Phi Lai, Hà Nam. Một mùa Trúc Hạ vươn mình dưới ánh đạo vàng Như Lai. Kính gửi Đức Thế Tôn, ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau. Đó là câu hát trong bài Chiếc Lá Yêu Thương mà con đã thuộc. Con cứ thích từ cùng ấy đến lạ, bởi cùng tức là đang hòa nhịp, đang nương tựa, nâng đỡ. Cùng tức là chúng ta đã có nhau, mà đi cùng nhau thì sẽ đi được rất dài và rất xa, nhất là trên con đường đồng tu.
Sáng nay, câu hát ấy lại vô tình vang lên, làm con nhớ về khoảng thời gian thật đẹp đã có trong khóa tu mùa hè vừa qua. Mỗi người mỗi nước mỗi non, về trong cửa Phật làm con một nhà. Và mái nhà khóa tu mùa hè Trúc Hạ vươn mình tại chùa Địa Tạng Phi Lai, Hà Nam đã giang tay chào đón con cùng hàng trăm khóa sinh trở về tham gia khóa tu lần thứ 19 vào một ngày tháng 7 năm 2019. Con còn nhớ rất rõ lời quý thầy đã nói với chúng con trong ngày khai mạc khóa tu rằng nếu buổi sáng là tích tụ tinh khôi của đất trời thì tuổi trẻ là mầm non tinh khôi của tương lai xã hội. Và nếu tuổi trẻ được tiếp cận sớm với giáo lý của đạo Phật, tu cho tâm được sáng, sửa cho tính được thẳng ngay thì chắc chắn sẽ góp phần tạo nguồn năng lượng sạch cho cuộc đời. Và thật hạnh phúc biết bao khi con là một trong những người trẻ may mắn như thế, được tiếp cận sớm với giáo lý của đạo Phật tại khóa tu mùa hè chùa Địa Tạng Phi Lai. Nếu không có khóa tu này, có lẽ con vẫn là một người ích kỷ, quen sống và nghĩ cho lợi ích của mình trước tiên rồi mới đến mọi người. Nhưng ngày hôm nay con đã hiểu được rằng nghĩ cho mình là ác, nghĩ cho người là thiện. Tại khóa tu, mọi hoạt động đều được quý thầy và các anh chị huynh trưởng, giám luật hướng cho con đến cách sống đẹp, cách hòa mình với tập thể, biết coi niềm vui của bạn bè cũng như niềm vui của chính mình, biết dành những điều tốt đẹp mà mình có thể cho mọi người xung quanh. Tôi che em như bình minh, một trời tươi sáng. Tôi che em như dòng sông, tươi mát khô cạn. Lòng vui sướng, buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Nếu như trước đây, con chỉ biết đòi hỏi với những bữa cơm ngon, từng chiếc áo đẹp, thì nay con hiểu được rằng với quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn. Quý thầy đã dạy chúng con về hai mẫu người cao quý trong xã hội, đó là những người biết đền ơn và làm ơn. Và con học được cách sống cùng sự tri ân ngay từng hạt cơm con ăn mỗi ngày. Trước mỗi bữa ăn tại nơi đây, con và bạn bè của mình đều đồng thanh đọc những lời thơ răn dạy về sự trân quý với hạt gạo, sự tiết kiệm vừa đủ không làm rơi vãi trong ăn uống, nói lời cảm ơn với đất trời, tổ quốc, cha mẹ, thầy cô và những người làm bếp, anh em, bạn bè. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng. Nghe những điều này khiến con thấy lòng rộng mở, bao dung hơn với cuộc đời. Con chợt nhận ra rằng bưng bát cơm không đơn giản chỉ là để ăn. Bưng bát cơm cần để nghĩ về những điều nhân nghĩa, nói lời yêu thương, cảm ơn. Chúng con đã lớn lên, trưởng thành qua từng khoảnh khắc, từng ý niệm cùng tình yêu thương của quý thầy như thế. Những nụ cười rạng rỡ niềm vui qua từng câu chuyện kể hài hước của thầy, nhưng ẩn chứa trong đó thật nhiều thông điệp về cuộc sống, về cách lắng nghe, đồng cảm, biết nghe kỹ, hiểu thấu để trưởng dưỡng yêu thương và tâm từ. Cũng tại nơi đây, con đã có những ban mai trong vắt đến vô ngần, để cảm nhận được
điều kỳ diệu giản đơn của sự sống. Thấy sự sống đang có mặt và hiến tặng chảy vào trong con. Giờ 30 phút, chúng con cùng thức chúng vận động buổi sáng với các bài thể dục, tập võ rồi thiền hành. Tiếng chim ríu gian trên những cành bồ đề hân hoan gọi mặt trời thắp nắng trong từng vòm lá xanh. Mặt đất, bầu trời, thiên nhiên quanh con đang hòa nhịp rót mật bằng hương sắc và thanh âm cho ngày mới ngọt niềm an vui. Bình minh he hé hắt lên từ phía đằng đông. Gió từ hồ nước thổi vào mang đến sự yên lắng ở trong con. Con thấy mình với đất trời, cỏ cây hoa lá quanh con là một. Tất cả đều đang chậm rãi thở. Thở và hòa chung nhịp điệu của an vui chào ngày mới. Và con cảm ơn cuộc đời cho mình được đón thêm một ngày nữa thanh thang, để những muộn phiền theo gió cuốn đi. Con nhớ vô cùng những buổi chiều được tham gia trò chơi cùng các chúng trong khóa tu và các anh chị huynh trưởng, hay những giờ được giao lưu, quý thầy giải đáp các vướng mắc, gỡ rối giùm con những vấn đề về gia đình, học tập, bạn bè. Chúng con như được trở về với thiên đường tuổi thơ. Con đã không chỉ tìm thấy niềm vui trong những ngày hè, mà còn trưởng thành hơn qua suy nghĩ, cũng như cách hòa nhập với mọi người. Và rồi, nước mắt con đã rơi khi nghe quý thầy chia sẻ về chữ hiếu và đạo làm con. Từng lời, từng chữ, từng câu chuyện ý thơ trong lời của thầy, con soi vào và thấy chính mình trong đó. Con bật khóc. Các bạn trong khóa tu của con cũng bật khóc. Những giọt nước mắt của niềm ăn năn, hối lỗi cho sự ích kỷ của bản thân từng làm cha mẹ buồn. Và đó còn là những giọt nước mắt hạnh phúc khi con nhận ra mình vẫn còn may mắn được sống trong tình yêu thương của mẹ, của cha. Thầy đã nói đúng. Trong cuộc sống, chúng con thường đòi hỏi bố mẹ cho mình điện thoại tốt, quần áo đẹp, nhưng chưa bao giờ chúng con nghĩ để có được quần áo đó, điện thoại đó, cha mẹ đã phải vất vả, lao lực mà không oán trách. Rồi trong bao bữa cơm, phần lớn chúng con chưa từng dừng lại xem bố gắp gì, mẹ gắp gì và con gắp gì. Con cũng nhớ được bao nhiêu sinh nhật của bạn. Sinh nhật của bạn con nhớ, nhưng sinh nhật của mẹ, của cha, con thờ ơ. Ngày nhà giáo, con luôn luôn muốn mua quà tặng thầy, tặng cô, mà chúng con lại vô tâm, quên mất người thầy đầu tiên, người thầy vĩ đại nhất, dạy con tập đi, dạy con biết nói, và cho con ánh sáng này, thì con lại nỡ quên. Quý thầy đã giúp con nhận ra rằng, mình là người may mắn khi được sinh ra trong cuộc đời này. May mắn được mẹ cha cho hình hài, hơi thở, chăm lo và hy sinh đến héo mòn. May mắn được thầy cô cho kiến thức, bạn bè cho sự đồng cảm, sẻ chia, và cuộc sống cho con những kỹ năng để trưởng thành. Vậy mà con vô tâm quá. Lời cảm ơn, lời xin lỗi, con nói với bạn bè, với mọi người trong cuộc sống thật nhiều, nhưng với bố mẹ, sao điều đó lại khó vậy?
bàn tay đặt lên trái tim, nghe trong dòng máu, hơi thở mình mang đầy hình bóng, sự tiếp nối của ông bà, cha mẹ, để cả một cánh đồng yêu thương trong con được gõ cửa, mở ra, nảy lên những chồi xanh thiện lành của đạo hiếu. Một câu nói, con yêu bố, con yêu mẹ, hoặc con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Chỉ vậy thôi, nhưng đó là sự giác ngộ của chúng con khi được quý thầy khai tâm hiếu đạo, chỉ cho con biết ánh sáng đẹp nhất soi lối con đi suốt cả cuộc đời. Thứ ánh sáng ấy luôn ấm áp yêu thương chưa từng vơi cạn. Ánh sáng từ mẹ và cha. Kính thưa Đức Thế Tôn, 7 ngày tại khóa tu vụt qua như một giấc mơ. Xa bố mẹ, không dùng điện thoại, nhưng chúng con được lớn lên trong tình yêu thương của thầy, các anh chị huynh trưởng, các cô bác trong tổ bếp, ban hành đường, ban công quả. Tất cả đã thầm lặng cho đi với trái tim mang tên phụng sự. Và giờ con đã hiểu hơn về điều chúng con được dạy. Yêu thương trao đi luôn là yêu thương còn mãi. Con nhớ đọc được ở đâu đó rằng Đức Phật đã dạy: kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vậy nên, để có cả một đại gia đình lớn như thế này yêu thương, con và hàng trăm khóa sinh tại khóa tu đã hạnh phúc, đã may mắn có duyên phước lớn lao đến nhường nào. Đức Thế Tôn, quý thầy, các cô, các bác, anh chị tình nguyện viên đã cho con cơ hội về nguồn, về với cái tâm của mình để tu sửa. Sửa hành động, sửa lời nói, sửa suy nghĩ của mình để trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân, gia đình và trân trọng niềm vui sống trong thực tại. Những khoảnh khắc ở khóa tu mùa hè sẽ là kho báu cho mỗi người khi năm tháng qua đi, để con biết đã từng có một mùa hè trưởng thành giữa yêu thương, tăng trưởng lòng từ bi cùng bạn bè trang lứa. Và con lại nhớ đến lời quý thầy: có những con đường đi một lần mà nhớ nhau mãi mãi, còn hơn đi mãi mãi mà nhớ nhau chỉ có một lần. Chắc chắn những kỷ niệm đẹp về khóa tu này sẽ là một con đường đáng để nhớ nhau mãi mãi trong lòng mỗi khóa sinh. Thế nên trong những ngày này, con cứ thầm mong dịch bệnh sớm tiêu trừ và sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra để mùa hè năm 2020 này, anh em chúng con từ 4 phương trời vẫn có cơ hội được quây quần về bên nhau dưới một mái nhà an bình của hiểu và thương. Sống trên đời cao quý nhất tình thương, mở lòng ra tràn trải khắp muôn phương. Đừng ôm ấp không trời riêng nhỏ bé, để lòng ta rộng rãi không vắng vương. Khi thương ai thương luôn cả nụ cười, thương ánh mắt chiếc áo và đường đi, thương cây dù và thương cả đôi dép, thương bài ca và thương cả con người. Tạ ơn đời hôm nay còn được thấy những yêu thương
trên mỗi bước đường dài, để gần nhau phút giây này một khắc. Đã hẹn thề vạn kiếp có ai hay. Tuổi trẻ chúng con như những cây trúc trong mùa hạ, đã thực sự vươn mình, tự tin hướng theo ánh sáng mặt trời, tình thương và trí tuệ từ Thầy, từ Đấng Từ Phụ Như Lai. Quý vị thân mến, những chia sẻ về khóa tu mùa hè vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Tin 20 giờ hôm nay. Kính chúc chư tôn Đức Đăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.